Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trời ơi, đói bụng quá trời quá đất luôn á. Tính ra là mình đã vào ở trong rừng này được một ngày rồi, mình chưa ăn cái gì hết trơn á, cho nên bây giờ đói bụng quá. Tưởng là ở trong rừng sống sung sướng lắm chứ, ai dè đâu vô đây không có tí đồ ăn nào luôn, đói bụng muốn chết luôn á trời. Nhưng mà không sao, mình quyết tâm mình phải ở trong khu rừng này, mình không về làng ở đâu. Mọi người ở trong làng đã xem thường mình rồi. Ở trong đây luôn, nhịn đói một ngày thì có sao đâu chứ. Nhịn đói tiếp. The next day. Trời ơi, lại đói bụng nữa rồi. Tính ra là mình đã nhịn đói đến hôm nay là ngày thứ hai rồi đó. Mình ốm, mình sụp giảm cân xuống, còn từ gọi là 70kg giảm xuống còn có 7kg luôn rồi bạn ơi. Bạn nhìn người mình nè, người mình ốm như ốm nhách luôn, không còn một tí thịt nào luôn, toàn xương không hả bạn ơi. Nhưng mà không được, mình không thể nào quay trở lại ngôi làng kia được. Cái ngôi làng mà đâu còn ai thương yêu mình ở đâu, mình quay về đúng không? Thôi không hèm về nữa, mình sẽ ngồi ở đây. Mình ngồi ở đây để khi nào mà tất cả mọi người trong làng Hello Team phải đăng video xin lỗi mình, sau đó gọi mình quay trở về ngôi làng, mình mới về. Chứ mình sẽ không về đâu, mình quyết tâm ở đây luôn, ngồi ở đây luôn, nhịn đói luôn. 3 days later. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Ôi trời ơi, sao từ nãy đến giờ đi kiếm đồ ăn bãi mà không thấy có cái gì ăn hết vậy ta? Để xem coi. Trời ui, trời, có nguyên con gấu tuyết nữa nè, để mình làm thịt ăn mới được. Ê, mà khoan, hình như con gấu tuyết nó còn bự hơn mình nữa bạn ơi. Dạ em xin lỗi anh. Ui trời, mình lại gần nó là nó ăn thịt mình luôn á, chứ phải mình ăn thịt nó đâu bạn ơi. Nó bụng quá. Có con gì đây? Một con sâu. Trời ơi, con sâu này nhìn nó béo ủng ỉnh nè. Cái con này nhìn giống cái con gì mà người ta hay ăn ở trên mạng nè. Con gì ta? À, con đuông dừa. Đúng rồi, con này giống con đuông dừa nè. Chắc là ăn được đúng không? Mình đói bụng quá, hay mình thử ăn miếng nha. Nhưng mà sao mà mình nhìn nó cứ hơi ghê ghê thế nào các bạn ơi. Thôi cũng không ăn được đâu, ghê quá. Nhưng mà bây giờ mình đói bụng quá, không có gì ăn hết các bạn ơi. Kiểu này là mình sẽ bị chết đói mất tôi. Trời ơi, không được. Hình như nhà của Sammy. Ủa, từ nãy giờ mình đi vòng xong mình qua bên nhà Sammy lúc nào mình không biết luôn các bạn ơi. Nhưng mà không biết Sammy đi đâu rồi ta. Đâu, để mình lại mình lén nhìn coi. Trời ơi, đóng cửa sổ rồi, mất tiêu rồi. Đây, để mở cửa sổ rồi nè. Ok. Ủa. Hít hà. Trời ơi, ai nấu đồ ăn ngon dữ vậy ta? Tôi chứ ai. Trời ơi, quá trời đồ ăn thơm. Wow. Ôi trời ơi, mấy bạn ơi, bạn nhìn kìa. Quá trời đồ ăn luôn bạn ơi. Nào là đùi gà, hamburger, nước ngọt, rồi bánh kẹo tùm lum nữa, sushi nữa. Trời ơi, trái cây, quá trời đồ ăn ngon luôn bạn ơi. Ủa mà Sam nay Sam nấu nhiều đồ ăn quá vậy ta? Ủa? Nấu nhiều đồ ăn như thế này chắc chắn phải rủ Simi ăn thôi. Trời ơi, quá trời đúng luôn đúng không? Phải rủ em gái mình ăn đúng không? Thôi rủ Sim thôi. Sim ơi, qua đây ăn đồ ngon chị nấu nè. Thấy chưa? Mấy bạn thấy chưa? Mình bỏ đi một thời gian lâu đến như vậy, bây giờ mình ốm tông ốm teo như cái cây que củi vậy nè, mà Sammy vẫn không quan tâm đến mình. Sammy vẫn chưa nhận ra rằng là mình đã bỏ làng ra đi 3 ngày rồi mình chưa về, vậy mà Sammy vẫn không nhận ra. Bây giờ mình đói bụng quá mà Sammy còn nấu đồ ăn. Cái kiểu này là nấu ăn là để làm gì đây? À, tôi biết rồi. Kiểu này là nấu đồ ăn để gọi là ăn mừng tôi bỏ khỏi làng tôi ra đi chứ gì. Đó, thấy không? Vậy mà kêu thương tôi, kêu gọi là quan tâm đến tôi vậy mà tôi bỏ đi, xong giờ nấu đồ ăn để ăn mừng mấy bạn ơi. Đau lòng quá. Phải ăn cho bỏ ghét mới được, để tôi vô tôi ăn hết đồ ăn luôn. Trời ơi, nhiều đồ ăn quá ta. Chuẩn bị ăn nè, để coi ăn cái món nào trước ta. Quay xe. Hello. Gì Phong? Xin lỗi lộn nha. Nè, đứng lại. Trời ơi, trời, nhìn người khác gì, cái con gì đây, SCB không, SCB người loa không, trời ơi, ghê vậy. Ơi, nè nha, tôi phát hiện rồi nha, tính ra tôi bỏ làng tôi ra đi, vậy mà Sammy không quan tâm đến tôi, Sammy còn nấu đồ ăn để ăn mừng tôi bỏ làng ra đi đúng không?
Trời ơi, đó là do ông nghĩ nha, đồ ăn này tôi nấu cho em gái thôi. Đó, ai dễ ông bỏ đi chi. Trời ơi, trời, còn bị đặt, bỏ đi, bị đặt còn về nữa chứ. Trời ơi, trời, cái này là bỏ nhà ra đi pha kè nè, chứ mày riêu đâu. Riêu là người cái ta gì? Đi mấy chục ngày mới nè, về nè. Nè, tôi nói bà biết nha, tôi là đi vô rừng 3 ngày rồi, tôi chưa về làng luôn á, ghê chưa. Đó, vậy trời giờ ơi, nhìn tôi ngày. Ốm tâm, ốm teo trời luôn. Ôi, ai vậy trời, ốm như cây sậy luôn phải không? Bây giờ tôi mắt ông lên rồi, che đồ cũng được luôn á. Trời ơi, ốm như vậy. Nè, nè, tôi ốm vậy, nhìn tôi đẹp trai chứ bà nhìn thấy tôi ốm mà bà tính móc tôi lên làm cái xào phơi đồ hả? Trời ơi, cái bà này quá đáng. Nhưng mà tôi vô đây để tôi coi đồ ăn có ngon hay không thôi, chứ tôi có thèm ăn đâu. Trời ơi, mấy cái đồ ăn của trời con nít ơi. Ai thèm, nhớ ai thèm. Nha, ai ăn làm cún nha. Quáu 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 quáu, nhớ nha. Trời ơi, thôi thơm quá à. Ôi trời ơi, ăn miếng ra, ăn miếng ạ. Ôi trời ơi, tôi vô đây để tôi ngắm đồ ăn thôi, chứ tôi lộn nhà mà, tính về nhà tôi lộn nhà mà. Trời ơi, vậy hả? Thôi để tôi thử quay, tôi quay. Trời ơi, để quay. Miếng sim tới cho ta. Để qua nào, sim tới cho ta. Thôi không có gì hết trơn á, tôi chỉ đi lộn nhà thôi. Chẳng qua là bởi vì là lâu ngày quá tôi vô trong rừng á, hiểu không? Tôi ăn nhiều đồ ăn quá, xong đầu tôi gọi là đồ ăn nhiều quá, xong tôi bị mờ mắt rồi tôi nhìn lộn nhà, tôi vô lộn nhà thôi. Trời ơi, mắc cười dễ sợ hà. Đói chập bây giờ mù mắt luôn ông nội. Mù màu không? Đây nhìn cái nhà này màu gì đây? Nhìn nè, cái màu này màu gì? Màu gì đây? Màu này là màu xám. Thì đó, đây là cái nhà màu xám, nhà màu xanh ông, bên kia kìa, bên kia à, quên, bên kia, bên này nè ông nội, đây mở cửa nè, đó mở cửa xin mời quý khách ra về. Đó, cái nhà ông đầu kia kìa, nghĩ sao lộn vậy? Tại vì là cái nhà của bà nó màu xám, nhìn nó cũng giống màu xanh quá, cho nên là tôi nhầm chứ bộ nè, thấy không? Trời ơi. Thôi thôi bạn ơi, thôi bé ơi, không bé ơi, về nhà đi, về nhà ăn. Về. Có gì đâu, tôi thèm quá, chắc tôi thèm quá. Cái hamburger nhìn ngon quá ta. Ê Sammy ơi, đằng sau lưng Sammy có con voi biết bay kìa. Cái gì đâu, voi đâu, 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 voi đâu biết bay đâu, đâu. Wow, wow. Ủa đâu rồi? Chạy. Trời tôi xin ơi. Đi, tôi xin đi, tôi đói bụng quá. Chạy mấy bạn ơi. Nè, đi luôn rồi đừng có về nghe. Khổ tâm quá trời đất à. Cái đồ ăn là tôi nấu cho ông ăn chứ ai ăn. Trời ơi trời, còn về nhà còn đi luôn á trời. Thôi nhớ tí là về đồ ăn tôi nấu cho ông ăn á. Nhớ về nghe. Trời ơi trời. Thôi bé Mưa, con ăn đi. Nhìn con là biết là con đói lắm rồi đúng không? Trời ơi, không hiểu là chị Simmy gọi là đi đâu mà không cho con ăn nữa. Hồi nãy á bạn, mình đang đi vô trong rừng nè bạn, thì mình thấy bé Mưa nó chạy theo mình, thì mình không biết có chuyện gì, thì mình mới hỏi, thì mình mới thấy là bé Mưa hình như nó đang đói bụng mấy bạn ơi. Cho nên là mình gọi là nhường cái hamburger cho bé Mưa luôn các bạn à. Thôi ăn đi, nhịn gì. Tính ra tao cũng đang đói bụng lắm luôn á, nhưng mà tao thấy mày đói cho nên là tao nhường cho mày á. Thiệt khổ ghê, đang đói bụng mà phải nhường đồ ăn cho bé Mưa nữa. Cái hamburger này ngon ghê luôn á. Thôi ăn đi nha, tôi đi đây. Trời ơi mấy bạn ơi, mình buồn ghê luôn các bạn. Bây giờ mọi người trong làng á bạn, ai cũng biết rằng là mình đã bỏ đi rồi, mà bây giờ tiên mình quay trở lại ngôi làng á thì nó lại kỳ quá. Nó lại không được gọi là người ta hay gọi là cái gì, nam tử hán đại trượng phu cái gì á. Nói một gì, một lời là không bao giờ có lời thứ hai cái gì á. Tôi không biết. Trời ơi, đang tính nói đạo lý mà quên mất câu đạo lý là gì. Nói chung á là mình là người con trai, mình đã nói thì mình phải giữ lời, nói lời hứa của mình, các bạn hiểu không? Đó, cho nên mình đã nói mình không về ngôi làng này nữa là mình không về. Nhưng mà đói quá không chịu được các bạn ơi. Giờ sao, tôi đói bụng quá, giờ tôi ốm nhớm nhách luôn rồi. Có mỗi cái hamburger mà cũng nhường lại cho bé Mưa nữa, giờ sao ta? Chết rồi. Mấy bạn ơi, các bạn có cách nào không? Chứ ở trong rừng không có gì ăn hết trơn á, toàn là sâu bọ đủ kiểu không à. Mình vô nó mình còn gặp thêm cả gấu nè, cọp nè, sư tử, khéo nó ăn thịt mình luôn á, chứ mình không ăn được bọn nó đâu các bạn ơi. Bây giờ sao ta? Hồi nãy mình vô trong nhà của Sammy thì Sammy đuổi mình ra ngoài, nhưng mà mình về nhà của mình thì lại được mà, đúng không? Đúng rồi bạn ơi, mình mới vừa nghĩ ra một ý tưởng này rất là hay. Tại sao không nhỉ, tại sao lại không nhỉ? Trời ơi, ý tưởng hay đúng không các bạn? Mà quên, mình đã nói ý tưởng cho các bạn biết đâu. Ý tưởng của mình là như thế này nữa bạn ơi, đó chính là mình sẽ biến cái ngôi làng này thành ngôi làng của mình. Đúng rồi,
làng Hero Team. Bây giờ mình sẽ biến làng Hero Team thành làng Phong Cận. Đúng không bạn? Mình sẽ biến cho tất cả các ngôi nhà ở trong làng này, kể cả cái siêu thị này, sẽ trở thành màu xanh dương của mình. Và ngay lập tức ngôi làng này sẽ trở thành là ngôi làng của mình. Lúc đó mình muốn đi đâu thì đi, mình muốn về thì về, đúng không? Tại làng của mình mà. Và mình sẽ cho mọi người đi ra ngoài vô rừng sống luôn. Mình không cho mọi người sống ở trong làng nữa, bởi vì làng đã thuộc về mình rồi, đúng không bạn? Trời ơi, không ngờ mình đã đẹp trai lại còn thông minh nữa. Thôi đi thôi bạn ơi. Vậy thì bây giờ kế hoạch của mình là sẽ như thế các bạn ạ. Mình sẽ biến ngôi làng này thành ngôi làng của mình. Để xem coi, hình như là mọi người đã đi ra khỏi làng hết trơn rồi các bạn ơi. Sammy thì đang ở bên nhà của Sammy rồi, cho nên là mình khỏi lo. Để mình vô kiểm tra coi nhà Simmy có ai không đã. Ok, kiểm tra thử nha. Không có ai hết các bạn ơi. Kyron thì cũng không có ở trong làng. Mr. Dịch thì tất nhiên cũng không có ở trong làng rồi. Hay, vậy thì bây giờ ngôi làng này chỉ còn có một mình và Sammy thôi. Mình mới vừa chuẩn bị cho mình mấy cái bình sơn màu nữa bạn đó, với lại một cái cây cọ. Bây giờ mình sẽ sơn lại toàn bộ nhà ở trong ngôi làng này, biến thành nhà của mình hết. Mấy bạn hãy xem mình đây. Mình sẽ thực hiện gọi là cái này trong vòng 1 phút 30 giây. Sơn thôi, let's go. Đầu tiên là nhà của Simmy trước. Sơn. Thôi cười ít thôi, cười nhiều quá người ta tưởng mình bị khùng. Ok mấy bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong rồi nè. Và bây giờ mình sẽ cho bạn xem kết quả ngôi nhà từ nãy giờ mình đã sơn nha. Đó, mấy bạn thấy gì chưa? Toàn bộ ngôi làng đã biến thành màu xanh dương rồi bạn ơi. Đây, nhà của Siro nè, nhà của Dịch nè, nhà của Camui nè, nhà của Simmy, Kyron đồ cũng đã biến thành màu xanh dương của mình hết trơn rồi. Kể cả cái Gaming House, bạn nhìn đi, cái Gaming House cũng đã biến thành màu xanh của mình rồi mấy bạn ơi. Đấy, toàn bộ là màu xanh hết luôn nha. Như vậy là ngôi làng này, từ ngôi làng Hero Team đã trở thành ngôi làng của Phong Cận. Từ nay mình làm bá chủ nơi này. Ôi mà khoan từ, hình như là vẫn còn có gì đó hơi thiếu thiếu, thì phải tôi xem coi. Cái con hổ mà Siro xây nè, tôi cũng đã sơn cái thành màu xanh luôn rồi. Cái gì đây? Tại sao cái cây trong đây lại có màu vàng với lại màu xanh? Đúng rồi, cái cây trong đây cũng phải có màu xanh dương của mình luôn chứ, tại sao lại có màu xanh lá cây như thế này? Không được, mình sẽ biến nó thành màu xanh dương của mình luôn nha các bạn nha. Mấy bạn hãy coi phép thuật của mình đây. Ba la, phép thuật Queen Enchantis bùm chiêu. Đó mấy bạn ơi, mấy bạn thấy gì chưa? Toàn bộ cây ở trong làng đã biến thành màu xanh dương của mình hết nữa bạn. Đó, cái cây từ màu xanh lá cây biến thành màu xanh dương hết rồi. Các bạn thấy mình ghê chưa? Mấy bạn thấy mình ghê gớm chưa? Ok, rồi, để xem coi còn cái gì nữa. Khoan từ, hình như mình vẫn còn thấy cái làng này chưa giống làng của mình lắm mấy bạn ơi. Làng của mình là phải toàn màu xanh thôi, nhưng mà mình thấy hình như là cỏ nữa bạn, cỏ nó có màu xanh lá cây là màu của Camui nè. Mình không thích cái màu này, mình muốn cỏ phải biến thành màu xanh dương luôn. Thôi được, mình sẽ lấy bịch sơn này, mình đi mình sơn hết cỏ ở đây thành màu xanh dương luôn. Ok, sơn tiếp nè. One eternity later. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng sơn xong rồi các bạn ơi. Hay, sơn hết cái bãi cỏ ở trong ngôi làng này đúng mệt luôn á bạn. Trời ơi, mấy bạn ơi, bạn nhìn nè, ngôi làng bây giờ tất cả đều đã trở thành màu xanh dương của mình hết rồi. Mấy bạn ơi, đây, màu xanh dương nè, cỏ thành màu xanh dương nè, cây màu xanh dương, nhà của màu xanh dương luôn các bạn ơi. Ở ngoài kia, mình còn sơn thêm cái rừng ngoài kia nữa bạn. Nhưng mà ở ngoài kia vẫn còn có vài cái cây màu xanh lá cây. Là bởi vì á, mình chỉ sơn những cái cây ở trong làng thôi, chứ mình sơn hết cây ngoài kia luôn, chắc mình gãy tay luôn các bạn ơi. Ok, nói chung là ngôi làng này bây giờ đã trở thành ngôi làng của mình rồi các bạn ạ. Tại vì là nó đã có màu xanh của mình. Hả, cái gì đây? Cái gì đây? Chụp ảnh với nhau hả? Tất cả đều phải là của tôi hết, đập ra luôn. Không để cho ảnh của ai trong làng hết. Làng này là làng của tôi, không có để ảnh của ai hết, đập ra luôn. Ngôi làng này là ngôi làng của mình rồi bạn ơi. Tất cả mọi thứ đều là màu xanh. Nếu như bây giờ mà có ai trong đây ha mà dám gọi là ăn hiếp mình, thì ngay lập tức mình sẽ đuổi người đó ra khỏi làng luôn. Tại vì làng này là làng của mình mà, đúng không? Ủa, mà sao tiện có tượng Mr. Dịch ở đây? Không được, tượng Mr. Dịch không thể nào ở đây. Tượng này phải là tượng của mình mới đúng. Mình phải dẹp nó mới được. Rồi, ok, mình đã thay thế xong cái tượng các bạn ơi. Đó, phải để tượng của mình như thế này nhìn nó mới đẹp trai, đúng không các bạn? Đó, trời ơi, nhìn cứ y như là tổng thống vậy các bạn ơi. Đúng rồi mà, làng là làng của mình thì tất nhiên là mình là tổng thống trong ngôi làng này rồi.
Ui, quá xịn luôn bạn ơi. Hay, thôi được rồi, bây giờ toàn bộ ngôi làng này đã thuộc về mình, cho nên mình muốn ăn cái gì thì mình ăn, mình muốn uống cái gì mình uống, mình muốn vô trong siêu thị mình lấy cái gì là đồ của mình hết rồi, tại vì làng là làng của mình mà. Thôi, bây giờ mình sẽ vô trong gọi là cáp chơi đi, mình vô cáp chơi mình gọi là lấy đồ ăn mình ăn mới được. Ê, đi ăn thôi. Yeah. Many, many minutes later. Ồ, trời ơi, no quá mấy bạn ơi. Từ nãy đến giờ mình đã ăn tổng cộng là 120 con gà quay luôn rồi đó. Trời ơi, no quá. Mấy bạn ơi, cái này ở trong game thôi, cho nên bạn đừng có bắt chước Phong nha. Ăn quá nhiều cũng không tốt đâu nha bạn. Chẳng qua bởi vì Phong đói bụng quá mấy ngày rồi nhịn đói, cho nên Phong ăn hơi nhiều. Oh my god, cái gì đấy trời. Sao cái làng xin lè, xin lét cái con bò chét vậy? Làng ai đây? Ồ, hello Sammy. Ủa, hôm nay Sammy vào trong làng của tôi hả? Chào mừng Sammy đã đến với ngôi làng của Phong Cận. Ngờ quá. Tại vì tôi nhớ cái đây cái chiếc đường tôi về nhà mà sao cái chỗ này nó xanh lè xanh lét rồi. Hả? Nè nè nè. Ủa cái chỗ sao sao vậy? Ủa cái làng mình bị gì vậy Phong? Ủa, làng mình bị gì đâu? À ha, trời ơi, Sammy bất ngờ lắm đúng không? Đây là ngôi làng Hero Team, nhưng mà bởi vì là mọi người gọi là mọi người bỏ rơi tôi, mọi người đuổi tôi ra khỏi làng á, cho nên là tôi quyết định á, không, tính ra là mình bỏ đi chứ đâu có ai đuổi mình đâu ta. Ôi kệ. Nhưng mà tôi đã quyết định là tôi sẽ gọi là quay lại ngôi làng, tôi sơn toàn bộ nhà trong ngôi làng thành màu của tôi. Có nghĩa là toàn bộ nhà ở trong đây đều là nhà của tôi, nguyên ngôi làng này đều là của tôi hết đó, cho nên tôi muốn làm gì tôi làm. Cái gì mà vô lý dữ vậy? Cái gì mà sơn lại màu của ông là cái là của ông hả? Là nguyên cái làng là của ông hả? Đúng rồi. Bắt kỹ vô đó, đây là làng của mọi người, có nghĩa là làng của 8 thành viên Hero Team, chứ đâu ra của ông vậy? Chứng cứ đâu? Cái màu của ông thôi hả? Tôi nói cho bà biết nha. Ôi trời ơi, mập quá đứng dậy không nổi luôn bạn ơi. Nè, tôi nói cho bà biết nha. Tôi không cần biết. Ngôi làng này có màu của tôi, là làng của tôi. Tôi không cần biết. Bà có tin là tôi đuổi bà ra khỏi làng không? Hả? Trời ơi, ông này bữa nay ra to gan rồi. Bây giờ màu xanh là của ông, màu xám là của tôi đó. Bây giờ ông đứng ngoài cái đường của tôi. Đây là đường của tôi là màu xám nè. Sao các ơi? À, cái gì, cái gì? Bà nói gì? Cái đường này là đường của bà hả? Ờ, ok. Được, đường của bà đúng không? Rồi, bà đợi tôi xíu. Đường của bà cái gì? Được. Úm bà là. Bùm chiêu. Đó, thấy gì chưa? Trời ơi, ông này rồi, ông quá đáng rồi nha. Đây là cái làng của mọi người, ông dám biến tất cả cái làng của mọi người thành của ông đúng không? Được rồi. Bây giờ nè, nguyên cái ngôi làng thành màu xám luôn rồi, kể cả đất cũng thành màu xám luôn rồi nè. Bà đang đứng trên đất của tôi á, đi ra cho khách nhanh lên. Trời ơi, tôi không ngờ ông là một người ích kỷ như vậy. Không được rồi, kiểu này tôi sẽ thay trời hành đạo để cho ông sáng mắt ra. Ông đây, cây gậy công lý, đây tôi đánh cho ông sáng mắt ra. Ê Sammy ơi, tha tôi đi tôi. Ê nè, tôi nói bà biết nha, tôi là tổng thống của cái làng này nha. Bà đánh tôi là tổng thống nha. Tổng cái gì? Đấy, ông là cái tổng gì tôi không quan tâm. Bây giờ biến lại cái làng mà thương không? Tôi quan trọng bây giờ. Trời ơi mấy bạn ơi, không ngờ tổng thống mà cũng sợ vợ nữa. Trời ơi, không được rồi. Mình phải chạy khỏi ngôi làng này thôi. Ngôi làng này không phải là ngôi làng của mình rồi. Ngôi làng này phải nói đúng là ngôi làng của Sammy rồi. Bà giữ như bà chằn vậy. Thôi, tôi ăn no đi, tôi đi đây. Trời ơi, đứng lại coi. Trời ơi. Ông này mập mà sao chạy nhanh vậy? Mập chạy nhanh là đúng rồi, tại tôi cao hơn bà mà. Trời ơi. Thôi mình đi đây nha bạn nha. Tạm biệt mọi người.